Chương trình 24 giờ chuyển động. Trong phần đầu của chương trình 24 giờ chuyển động. Sạt lở đất ở Lâm Đồng khiến một người tử vong. Tiểu mục nóng trên mặt báo với góc nhìn về hiện tượng, sự trở lại của một bác sĩ tài năng sau khi ra tù, tái lập sự nghiệp y học vì bệnh nhân. Chợ truyền thống ở Đà Nẵng bán hàng qua TikTok và livestream. Kỳ diệu Mona Lisa từ bề cứng, nghệ thuật kết hợp với ánh sáng. Xin kính chào quý vị thính giả, chào mừng quý vị đến với 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chúng tôi là Ngự Bình và Cẩm Tú, rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút của chương trình. Thưa quý vị, một vụ việc đang gây xôn xao dư luận khi một trưởng phòng nghiên cứu khoa học ở Huế bị tố cáo đạo văn luận án tiến sĩ. Đây là một sự kiện nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân mà còn đe dọa đến tính liêm chính của cả hệ thống học thuật. Câu chuyện này sẽ được chúng tôi đề cập bình luận trong phần nội dung chi tiết. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều câu chuyện thú vị và đáng chú ý khác mà chúng tôi đã chọn lọc để gửi đến quý vị. Và như thường lệ mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình an ninh trật tự trong 24 giờ qua. Tin nóng. Vừa qua, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ công an đã bắt giữ 8 người trong đường dây cá độ bóng đá. Các nghi can trong đường dây cá độ bóng đá gồm Võ Hoàng Minh, Trần Đình Thắng, Trương Anh Phong, Nguyễn Quốc Dũng, Trần Quốc Đạt, Phạm Thành Quốc Xuyên và Nguyễn Thanh Sang. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các nghi can, công an thu giữ 8 modem, 15 điện thoại di động các loại, 2 máy tính, 5 sổ đỏ, 1.200 đô la Mỹ và 670 triệu đồng. Qua điều tra, công an xác định nghi can cầm đầu đường dây đánh bạc nói trên là Lê Việt Khanh, 32 tuổi, trú tại huyện Thống Nhất, Cơ quan công an xác định từ đầu tháng 6 năm 2024 đến nay, đường dây đánh bạc do Khanh cầm đầu đã giao dịch đánh bạc khoảng 577.000 điểm, tương đương với 57 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ 8 người nói trên để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trước đó, vào ngày 7 tháng 7, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và công an huyện Tân Phú triệt phá thành công chuyên án bắt giữ 10 người đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn tỉnh với số tiền giao dịch lên tới hàng chục tỷ đồng. Sáng 15 tháng 7, trên địa bàn thôn Trung Tâm, xã Đạ Cơ Nàng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra trận mưa lớn làm sạt lở đất vùi lấp một căn nhà khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng ngày 15 tháng 7, một cơn mưa lớn kéo dài đã làm khối đất phía sau sạt xuống, vùi lấp căn nhà của ông Đặng Quang Lờ, trú tại khu ngã Ba Huế, xã Đạ Cơ Nàng, huyện Nam Rông, tỉnh Lâm Đồng, khiến bà Tê 40 tuổi và ông Lờ tử vong tại chỗ. Ba người còn lại trong gia đình được lực lượng cứu hộ đưa sơ tán an toàn. Ngay khi xảy ra sự việc đáng tiếc, chính quyền huyện Đam Rông đã xuống hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ sạt lở. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đam Rông cho biết, cơ quan này đã hỗ trợ gia đình nạn nhân dọn dẹp hiện trường, tìm kiếm khu vực sạt lở, hỗ trợ ổn định cuộc sống và lo hậu sự cho người đã mất. Thưa quý vị, sáng ngày 15 tháng 7, công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa hai xe máy xảy ra tại đường Nguyễn Ảnh Thủ, quận 12, khiến một phụ nữ tử vong. Thông tin ban đầu khoảng 21 giờ 30 phút ngày 14 tháng 7, xe máy mang biển số Gia Lai do thanh niên tên T, Tê, sinh năm 2000 đang di chuyển trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, hướng từ đường Nguyễn Thị Búp đi đường Lê Văn Khương. Khi đến trước địa chỉ 609D đường Nguyễn Ảnh Thủ thì va chạm với người phụ nữ tên H điều khiển chở theo con trai. Lúc này chị H vừa chạy xe từ trong lề đường ra thì xảy ra tai nạn với anh T. Cú tông mạnh khiến cả ba ngã xuống đường, chị H chảy nhiều máu và được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng công an quận 12 đã đến xử lý, phong tỏa nơi xảy ra tai nạn, đồng thời liên tục điều tiết giao thông qua khu vực để tránh ủng tắc. Theo người dân chứng kiến sự việc, khi xảy ra tai nạn, nam thanh niên điều khiển xe máy tên T trên người có mùi cồn. Lực lượng quận 12 đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý theo quy định. Cơ quan cảnh à sát điều tra công an huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ liên quan vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng sáng 11 tháng 7. Công an xác định, khoảng 9 giờ ngày 11 tháng 7, anh Huy H, sinh năm 1983, lái xe bán tải chở theo anh NH, sinh năm 1958 và anh TA, sinh năm 1990, đi trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Khi tới km 49-400 đoạn qua huyện Gia Lộc, xe bán tải gặp chứng ngại vật nên đã ra phanh đi chậm lại. Lúc đó, ô tô khách do anh VL, sinh năm 1989, quê Hòa Bình, cầm lái, chở theo 11 người lao tới và đâm vào đuôi xe bán tải. Theo cơ quan chức năng, đây là va chạm nhẹ. Sau đó, hai tài xế dừng xe trên làng đường xe chạy với tốc độ tối đa 120 km h Anh QH và anh TA trên xe bán tải xuống tranh cãi với tài xế xe khách là VL. Thời gian họ tranh cãi khoảng 3-5 phút, vị trí ngay trước đầu ô tô khách. Trong lúc ba người tranh cãi, ô tô con do anh NT sinh năm 1996 quê Quảng Bình cầm lái, lao tới tông vào phía sau xe khách. Cú tông đẩy xe khách và trúng nhóm người đang tranh cãi phía trước. Vụ việc làm hai người chết là anh TA và VL. Ngoài ra, 11 người khác bị thương được đưa đến bệnh viện. Theo thông tin từ công an tỉnh Hải Dương, sau khi xảy ra sự việc, công an huyện Gia Lộc đã lấy lời khai của tài xế ô tô con là anh NT đang điều trị tại bệnh viện. Sau khi củng cố các tình tiết liên quan đến vụ việc, Cơ quan công an đã quyết định khởi tố vụ án. Tiếp nối chương trình mời quý vị cùng đến với một câu chuyện đang gây xôn xao dư luận, đó là vấn đề liên quan đến bằng tiến sĩ siêu tốc và những cáo buộc đạo văn. Mời quý vị cùng tìm hiểu trong tiểu mục Nóng trên mặt báo ngày sau đây. Tiểu mục Nóng trên mặt báo. Thưa quý vị, gần đây các vụ việc liên quan đến bằng tiến sĩ siêu tốc và những cáo buộc đạo văn đã làm dậy sóng dư luận. Những sự kiện này không chỉ thu hút sự chú ý của cộng đồng mà còn giống lên hội chung cảnh báo về đạo đức nghề nghiệp và chất lượng giáo dục tại Việt Nam. Trường hợp một trưởng phòng nghiên cứu khoa học tại Huế bị tố đạo văn luận án tiến sĩ là một ví dụ điển hình. Vụ việc được phát hiện khi các nhà nghiên cứu và học giả nhận thấy sự trùng lập đáng ngờ giữa luận án của ông và các công trình đã công bố trước đó. Hành vi này vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc cơ bản của nghiên cứu khoa học, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín cá nhân và tổ chức. Báo chí ngày 13 tháng 7 đã đề cập đến vụ việc này và nhấn mạnh rằng không chỉ trường Đại học Khoa học Huế mà Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cần vào cuộc để làm rõ vấn đề, cần xác định liệu có hành vi sao chép không đúng quy định trong luận án tiến sĩ của vị trưởng phòng này hay không. Điều này càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh gần đây nhiều vụ việc tương tự cũng đã bị phanh phui, như trường hợp một tiến sĩ tại trường Đại học Luật Hà Nội bị tố làm luận án tiến sĩ chỉ trong 2 năm. Hành vi đạo văn có những hậu quả rất nghiêm trọng. Trước hết, nó làm mất lòng tin trong giới học thuật. Những nghiên cứu và luận án tiến sĩ vốn dĩ phải là kết quả của quá trình lao động trí óc nghiêm túc và trung thực. Khi một học giả, đặc biệt là người đứng đầu một phòng nghiên cứu, vi phạm quy tắc này, uy tín cá nhân và tổ chức đều bị ảnh hưởng nặng nề. Hơn nữa, hành vi này có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng, bao gồm việc hủy bỏ bằng cấp và sa thải khỏi vị trí công tác. Những vụ việc như vậy còn cho thấy sự cần thiết phải rà soát lại quy trình thẩm định và đánh giá luận án tiến sĩ. Bộ chủ quản cần phải có những biện pháp cụ thể và hiệu quả để ngăn chặn tình trạng này, cần kiểm tra, xác minh xem các luận án tiến sĩ có tuân thủ quy trình và đạt chất lượng hay không. Một hội đồng khoa học có trình độ và khách quan sẽ có thể đưa ra những đánh giá chính xác và công bằng. Ngoài ra việc giải quyết triệt để các bằng tiến sĩ bị tố cáo cũng là một cách để bảo vệ nền học thuật nước nhà. Hiện nay có quá nhiều trường hợp tiến sĩ giấy, những người có bằng cấp nhưng chất lượng học vấn lại không tương xứng. Điều này không chỉ làm suy giảm uy tín của hệ thống giáo dục mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng nguồn nhân lực của đất nước. Nhiều nhà khoa học trung thực và có trách nhiệm đã nhiều lần lên tiếng về tình trạng này. Nhưng dường như chúng ta vẫn chưa có những biện pháp đủ mạnh để ngăn chặn. Để giải quyết vấn đề này, cần phải dũng cảm đối diện với sự thật và có những hành động cụ thể. Nếu chúng ta chấp nhận và thỏa hiệp với sự dối trá trong khoa học, hậu quả sẽ rất khó lường. Để chấn chỉnh hoạt động nghiên cứu khoa học, cần làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình đào tạo tiến sĩ, từ người hướng dẫn đến hội đồng phản biện luận án. Việc xử lý nghiêm túc và đúng quy định của pháp luật là cần thiết để đưa các công trình nghiên cứu về đúng với giá trị thực của chúng. Vâng thưa quý vị, đất nước không cần nhiều giáo sư tiến sĩ để tạo nên một bức tranh khoa học giả tạo, mà cần những công trình nghiên cứu thật sự hữu ích, phục vụ cho sự phát triển của xã hội. Vụ việc trưởng phòng nghiên cứu khoa học ở Huế bị tố đạo văn là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Nó đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao đạo đức nghề nghiệp và cải thiện hệ thống kiểm tra đánh giá trong nghiên cứu khoa học. Và chỉ khi đảm bảo tính trung thực và chất lượng của các công trình nghiên cứu, chúng ta mới có thể xây dựng một nền học thuật vững mạnh và đáng tin cậy. Tiểu mục Đông Tây chuyển động. Thưa quý vị, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm 2024 đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận 5 ca mắc sởi, tăng 100% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, sau nhiều năm vắng bóng, bệnh sởi được ghi nhận gia tăng trở lại và phần lớn trẻ mắc bệnh đều chưa được tiêm vaccine phòng bệnh sởi, ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Đồng, Đồng Nai. Một em bé vừa điều trị khỏi bệnh sởi, em nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục không hạ, phát ban nhiều trên cơ thể. Ngay khi nhập viện, trẻ được lấy mẫu xét nghiệm và xác định dương tính với bệnh sởi. Đang nói, mặc dù đã 18 tháng tuổi, độ tuổi lẽ ra đã phải được tiêm hai mũi vaccine phòng bệnh sởi, thì em bé này chưa tiêm bất kỳ mũi sởi nào. Bà Phan Thị Thúy Hiền, cư nhà Bệnh Nhi, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, chia sẻ. Nói mặn đỏ, lúc đầu nói mặn đỏ ngay 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 ót, rồi từ từ ra mặt, rồi tới bụng, rồi tay, rồi tới giò. Rồi trong 3 ngày là bé đã lặn hết rồi. Rồi cũng hạ sốt, bác sĩ điều trị ở đây cũng hạ sốt hết. Lúc mà bé tiêm mấy cái mũi khác là hết tiền rồi, không có được tiêm sỏi nên bé bị sỏi. Bác sĩ Nguyễn Thanh Quyền, trưởng khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Di Đồng Đồng Nai cho biết. Nếu là bé này nó ở ngoài cộng đồng thì nó sẽ rất là lây cho nhiều trẻ khác, à, đặc biệt là 4 ngày trước khi phát ban và 4 ngày sau phát ban thì lây nhiều nhất. Và nếu mà phát hiện sớm trong giai đoạn này thì chúng ta cách ly kịp thời thì sẽ không lây cho trẻ khác và nếu mà phát hiện muộn thì nó sẽ có biến chứng biến chứng nhiều nhất là ở phổi thì thường bé là viêm phổi có đứa viêm phổi nặng có đứa phải thở oxy là siêu hấp à, thậm chí có đứa phải thở máy thời gian gần đây bệnh viện nhi đồng đồng nai tiếp nhận khá nhiều trường hợp sốt phát ban nghi ngờ sởi các trường hợp sau khi đến khám đều được xét nghiệm máu điều trị sớm và hồi phục tốt bác sĩ nguyễn thanh quyền nhắc nhở thêm tất cả những trẻ nào À, đông độ tuổi thì nên được chích ngừa đúng theo lịch. Đặc biệt là trẻ 9 tháng tuổi có thể chích mũi đơn sởi. À, riêng ở bệnh viện Nhi thì à, vaccine sởi có đầy đủ. ha à, Vaccine sởi có đầy đủ, vaccine đơn sởi hoặc là xét nghiệm vaccine 3 trong một sởi quai bị à, rubella. Sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính với các triệu chứng số phát ban, chảy nước mũi, ho, mắt đỏ. Nếu không có miễn dịch phòng bệnh có thể gây thành dịch. Bệnh sởi dễ dẫn đến biến chứng như viêm phổi, viêm não, viêm tai giữa, tiêu chảy và có thể gây tử vong ở trẻ nhỏ. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, theo đề án chuyển đổi số và hỗ trợ tiểu thương kinh doanh trên nền tảng số, ngành công thương thành phố Đà Nẵng triển khai chương trình bán hàng qua kênh TikTok và livestream tại 4 chợ hạng 1, chợ du lịch trên địa bàn Đà Nẵng. Hoạt động nhằm hỗ trợ tiểu thương tiếp cận các kênh bán hàng hiện đại, tăng doanh thu kinh doanh tại chợ truyền thống, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và kiểm soát thuế của cơ quan chức năng. Chợ Cồn là điểm đến hút khách của thành phố Đà Nẵng. Hầu hết các tiểu thương kinh doanh tại đây đều quen với kiểu bán hàng truyền thống. Nhưng những ngày gần đây, xu hướng thương mại điện tử đã được phổ biến tại chợ và người kinh doanh cũng nhanh chóng bắt nhịp. Tranh thủ lúc vắng khách và chỉ cần một chiếc điện thoại smartphone, tiểu thương đã thực hiện livestream bán hàng trực tuyến trên Facebook qua trang fanpage Chợ Đà Nẵng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Bà Hoàng Thị Nhung, tiểu thương chợ Cồn, thành phố Đà Nẵng, nói. Thì live stream này là mình đưa lên là họ thấy hình rõ ràng, ảnh đẹp, rồi họ cũng chốt, họ cũng mua. mà chúng ban đầu là không biết thôi, mà sau này mà biết là ai cũng thích bạn về online thì... Live Livestream bán hàng tại chợ truyền thống là giải pháp để tăng doanh thu. Trong bối cảnh các kênh sàn thương mại điện tử, chợ điện tử và kênh mua sắm hiện đại ngày càng phát triển, Chương trình livestream bán hàng tại chợ đã được chợ Đà Nẵng triển khai đến 100 tiểu thương tại 4 chợ hàng nhất. Các hộ kinh doanh được tập huấn kỹ năng bán hàng online, tổ chức thực hành và livestream bán hàng trên TikTok, Facebook, làm các đoạn video ngắn giới thiệu quảng bá và bán sản phẩm. Mua hàng trực tuyến đang trở thành xu hướng phổ biến. Điều này đặt ra thách thức lớn đối với người kinh doanh tại chợ truyền thống nhưng những thách thức cũng đồng thời mở ra cơ hội lớn để chợ truyền thống tận dụng công nghệ số tiếp cận khách hàng và tạo ra những trải nghiệm mua sắm đặc biệt ông võ văn khanh hiệp hội thương mại điện tử việt nam khu vực miền trung tây nguyên thông tin à, về mặt tuyên truyền tập huấn thì chúng tôi vào ngày 3 tháng năm rồi cũng có hoạt động về tập huấn để tuyên truyền vấn đề về chính sách hàng hóa đó là cái điều rất là quan trọng để mà thực hiện khi mỗi cái môi trường thương mại đặc biệt là trên thương mại điện tử là sao chương trình để chúng tôi có một cái hoài tư vấn đặt tại ngay cái chợ và mô hình này sẽ là một mô hình sau khi đánh giá các sự tự nhân bản đồng thời ra các chợ khác trên tuyến phố trên thành phố Đà Nẵng. Thay đổi hình thức kinh doanh theo xu hướng thương mại điện tử là xu thế bắt buộc, thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử tại chợ truyền thống ở Đà Nẵng, góp phần thu hút khách du lịch đến tham quan, mua sắm, đồng thời từng bước tháo gỡ khó khăn trước áp lực cạnh tranh trong xu thế bán hàng mới. Tiếp theo mời quý vị cùng đến Bình Định để khám phá kiệt tác. Tam Thiên Động vô cùng độc đáo. Thưa quý vị, trải qua hàng triệu năm hoạt động địa chất, dãy núi Phương Mai vươn dài về phía biển với nhiều vách đá dựng đứng, chuỗi hang động kỳ thú rực rỡ sắc màu tạo nên kiệt tác thiên nhiên ở thiên đường biển đảo Quy Nhơn. Cách bãi kỳ co xã Nhân Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, chuỗi hang động nằm sát nhau, hệt như ba ô cửa lớn, được người dân địa phương đặt tên là Tam Thiên Động. Vào mùa hè, mỗi khi thủy triều rút ra xa, làm lộ thiên những bãi cát thoai thoải nước biển trong xanh màu ngọc bích. Là xã ven biển nằm ở phía đông bán đảo Phương Mai của tỉnh Bình Định, Nhân Lý có diện tích tự nhiên hơn 12 km vuông. Địa hình Nhân Lý một mặt giáp biển, ba mặt là núi đồi. Thiên nhiên ở đây được coi là sự kết hợp hài hòa giữa biển xanh, đồi cát, núi đá và những bãi tắm thiên đường. Từ bãi rạng ở làng chài Nhân Lý, du khách có thể chèo súp hoặc đi cano để khám phá di sản Tam Thiên Động. Đây là chuỗi hang động gắn kết liên hoàn với nhau với nhiều luồng lạch khe núi rực rỡ sắc màu mang vẻ đẹp hoang sơ huyền ảo. Du khách đến đây có cơ hội chiêm ngưỡng, thích thú check-in bên hệ thống hang bãi với muôn hình kỳ thú, lung linh sắc màu. Khu vực trung tâm của Tam Thiên Động có hệ vòng trụ khổng lồ từ trên đỉnh núi vương về phía biển huyền bí. Lòng hang động bên trong là bãi cát rộng hàng chục mét vuông khi thủy triều rút ra xa. Còn lúc triều cường nhân lên sẽ tạo ra hồ nước trong xanh lấp lánh với thạch nhũ hang động màu tím, đỏ, kỳ ảo. Nét đặc biệt của Tam Thiên Động là chỉ lộ thiên trong 3 tháng mùa hè mỗi năm. Vào đầu tháng âm lịch, thủy triều rút ra xa vào buổi chiều, còn đến ngày rằm giữa tháng lại chuyển sang rút vào buổi sáng. Đến tham quan làng chạy nhân lý, du khách không chỉ có cơ hội khám phá Tam Thiên Động mà còn có dịp chiêm ngưỡng hệ thống hang cả, hang đôi trong, hang đôi ngoài, cụm ba hòn đảo lớn nhỏ nằm trên ven dưới biển khơi, gồm hòn sẹo, hòn cỏ, hòn cân thu công đảo mà nhân dân địa phương gọi là nghiêm kinh chiếu. Đến với câu chuyện quốc tế sau đây mời quý vị cùng tìm hiểu về một tác phẩm nghệ thuật kinh điển được tái tạo theo cách thức vô cùng độc đáo. Bức tranh Mona Lisa nổi tiếng đã được tái hiện bằng bìa cứng và ánh sáng tạo nên một trải nghiệm thị giác đầy sáng tạo và thú vị. Sinh viên mỹ thuật Thanin Sai ở Thái Lan đã dùng bìa cứng que kem và dây để tái tạo bức tranh Mona Lisa. Độc đáo ở chỗ khi ánh nắng chiếu vào, tác phẩm trở nên sống động với hình bóng của bức tranh hiện trên tường. Đoạn phim ghi lại quá trình này cho thấy hình ảnh Mona Lisa thay đổi theo thời gian trong ngày, mang lại một trải nghiệm thị giác khác biệt. Anh Tanin Zaybon chia sẻ, đây là tác phẩm thử nghiệm đầu tiên của tôi sử dụng ánh sáng tự nhiên và tôi đã phải tính toán kỹ lưỡng gốc ánh sáng để tạo ra hiệu ứng này. Từ những vật liệu đơn giản, sự kết hợp khéo léo của ánh sáng và bóng tối đã mang lại một cách nhìn mới mẻ về tác phẩm nghệ thuật kinh điển, chứng minh rằng nghệ thuật không ngừng tiến hóa và luôn tìm thấy cách để làm mới mình. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, tuyến đường láng Hà Nội khi mơ ước thành bãi rác. Tiểu mục chuyện ngày mới, bác sĩ người Nhật và hành trình mang lại ánh sáng cho hàng chục ngàn người Việt Nam. Tiểu mục cà phê không đường. Tiểu mục cà phê không đường tiếp tục chương trình với một vụ việc đang gây xôn xao dư luận tại Hà Nội. Thưa quý vị, tuyến đường láng, tuyến đường đầu tiên tại thủ đô có làng đường riêng cho người đi bộ và đi xe đạp. Sau một thời gian ngắn hoạt động, đã biến thành nơi xảy ra nhiều vi phạm trật tự đô thị. Đặc biệt, những bãi rác lộ thiên xuất hiện dọc tuyến đường đã làm mất mỹ quan đô thị. Vấn đề được phản ánh qua phóng sự gây nhận sau đây. Đường ven sông Tô Lịch là tuyến đường đầu tiên của Hà Nội dành riêng cho xe đạp và người đi bộ từ ngày 1 tháng 2 năm 2024. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, cảnh tượng tại đây đã khiến nhiều người bất ngờ và thất vọng. Rác thải tràn lan, lòng đường bị chiếm dụng bởi hàng quán, tạo nên một khung cảnh hỗn độn và ô nhiễm. Em Vũ Văn Công, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cho biết. Em thấy không thoải mái lắm. Kiểu nhiều khi em đi qua em thấy có nhiều xe rác đổ bên cạnh. Đó. Bởi mùi nó cũng hơi khó chịu. Cái việc lớn là làn đấy, kiểu em phải đuôi lách đi nó cũng hơi có chịu ạ. Nó hơi cũng nguy hiểm rồi. Không chỉ rác thải bị vứt xuống lòng đường, các bệ cây cảnh dọc tuyến đường cũng trở thành nơi chứa rác bừa bãi. Một người đàn ông đã chở hơn 6 bao tải rác thải xây dựng và vứt ngay tại cửa ngõ của tuyến đường dành cho xe đạp. Đáng buồn, đây là thực trạng diễn ra khá phổ biến trên dọc tuyến. Bà Lê Thị Tám, thành phố Hà Nội bức xúc. Ô nhiễm mà. Rồi các cái cây này nó không lên được, nó chùm hết cây. Không có chỗ lúc này nó vứt cả chuột chết rồi đủ các thứ. Rồi các thứ bẩn thiểu vứt tất và và cái túi để vứt dọc này. Anh Lê Tài Sĩ, thành phố Hà Nội nói. Có cái để tràn đây này, xong bắt đầu xong mọi người mang cả xe ra mọi người vứt đầy đây. Thường thường là ban đêm họ mới đổ, mà bọn họ đổ nhiều cứ một hai ngày lại có cách này lại có. Anh Nguyễn Hồng Quân, nhân viên công ty công viên cây xanh Hà Nội bộc bạch dân người ta vứt rác phế thải phế thải với cả rác sinh hoạt đây rất nhiều cái rác rác sinh hoạt thì thì nó đơn giản hơn nhưng mà cái rác phế thải này là rất rất là nhiều có phải một hai tải đâu thường thường là năm bảy tải đến 10 tải việc triển khai tuyến đường riêng cho người đi bộ và xe đạp trên đường láng ban đầu nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người dân Tuy nhiên với tình trạng hiện tại, tuyến đường không chỉ không phát huy được hiệu quả mà còn gây lãng phí tài nguyên. Ông Khương Kim Tạo, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia thông tin. Các quản lý nó còn bất cập thế nhân dân thì đổ rác ra, ra gây bẩn người ta ngại ra đấy tập thể dục. Ra đấy tập thể dục mà hít cái mùi hôi thối của rác rưởi thì người ta ngại. Và như vậy thì chúng ta phải quyết liệt này và tôi nghĩ rằng là bộ phận quản lý cái tuyến đường đó nên có một cái ngồi xem xét lại một cách thật là nghiêm túc để có thể tìm ra một cái giải pháp quản lý tốt nhất trong điều kiện hiện nay. Tuyến đường riêng cho người đi xe đạp và đi bộ được xây dựng nhằm tăng cường kết nối với các loại hình vận tải công cộng như xe buýt và đường sắt đô thị, giảm ùn tắc do phương tiện cá nhân. Tuy nhiên, tình trạng xả rác bừa bãi và quản lý lỏng lẻo đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực lớn đến cảnh quan và trật tự đô thị trên tuyến đường này. Tình trạng này đòi hỏi sự can thiệp mạnh mẽ từ các cơ quan chức năng, cần thiết lập các biện pháp quản lý hiệu quả tăng cường giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Việc bảo vệ và duy trì các tuyến đường dành riêng cho xe đạp và người đi bộ không chỉ là vấn đề về môi trường mà còn liên quan đến sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững của đô thị. Tin nóng. Liên tục chương trình là phần tin nóng mời quý vị tiếp tục theo dõi. Mới đây trên đường Nguyễn Tất Thành, Hồ Quý Ly ở quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Tại một ngôi nhà với khói lửa bao trùm dữ dội, theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 14 tháng 7, người dân sống trên đường Nguyễn Tất Thành phát hiện ngọn lửa bốc lên từ tầng 3 của một căn nhà ngay khu vực đông dân cư nên gọi điện báo lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, tiến hành chữa cháy từ lối chính của căn nhà và phía đường Hồ Quý Ly để tránh ngọn lửa lây lan sang nhà dân và khu vực khác. Khoảng hơn 1 giờ sau, đám cháy cơ bản được khống chế. Tại hiện trường, tầng 3 của căn nhà đã bị cháy hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản đã bị hư hại. Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân. Lãnh đạo xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, có một tàu cá trên địa bàn vừa bốc cháy vào trưa ngày 14 tháng 7 khi đang neo đậu tại bãi biển Đại Lãnh. Trước đó, giữa trưa 14 tháng 7, nhiều người dân gần biển Đại Lãnh phát hiện cột khói bốc cao và ngọn lửa đang bao trùm phần đuôi một chiếc tàu đang đậu ngoài khu vực neo đậu chung. Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng điều khiển tàu gần đó đến tìm cách dập tắt đám cháy. Sau gần 30 phút nỗ lực dập lửa, cuối cùng đám cháy trên tàu cũng đã được dập tắt. Bước đầu xác minh đây là tàu của một ngư dân trên địa bàn. Thời điểm xảy ra cháy không có người trên tàu. Vụ cháy khiến phương tiện đánh bắt hải sản của ngư dân trên tàu bị thiêu rụi như máy giò, ngư cụ cùng các thiết bị đồ vật. Cũng theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân cháy nghi chập các thiết bị điện. Thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, vào rạng sáng ngày 14 tháng 7, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận đã nhận được tin báo xảy ra cháy tại một căn nhà cao tầng. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận đã nhận được tin báo xảy ra cháy tại một căn nhà cao 4 tầng trong khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông. Lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu cụ ông 65 tuổi bị mắc kẹt trong đám cháy. Ngay khi nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hà Đông, Hà Nội đã xuất hai xe chữa cháy, một xe chỉ huy cùng 20 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng triển khai đội hình xuống hiện trường. Khi đến hiện trường, ngôi nhà xảy ra cháy cao 4 tầng, diện tích 90 m vuông khóa trái hai lớp cửa. Đám cháy xuất phát từ tầng 1 của căn nhà, cửa khóa từ bên trong. Tại thời điểm này, trong nhà có 4 người, Ba người dân tự thoát nạn qua ban công liên thông qua nhà hàng xóm. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tổ chức tìm kiếm. Sau nỗ lực tìm kiếm cứu nạn, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kịp thời giải cứu và đưa một người mắc kẹt từ tầng 4 ra ngoài an toàn. Người mắc kẹt là một cụ ông 65 tuổi, là anh trai của chủ nhà, do có bệnh nền nên khi phát hiện, cụ ông được đưa đi cấp cứu. Rất may do cấp cứu kịp thời, cụ ông đã ổn định sức khỏe và đã được đưa về nhà. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do chập điện. Một vụ sạt lở ta luy vừa xảy ra ở thị trấn Cốc Bài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, đã đẹp bẹp một nhà kho phía dưới, một nhà dân cũng bị sạt lở. Ông Ngô Văn Tăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Xín Mần, Hà Giang cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày tại khu vực Tổ 1, thị trấn Cốc Bài, thuộc đường tỉnh Lộ 177. Vào thời gian trên, Đất đá từ ta luy cao khoảng 15 m bị sạt lở xuống, đã vùi lấp một nhà kho. Phía trên ta luy là một nhà dân xây kiên cố cũng bị ảnh hưởng. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Xính Mừng, rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Chỉ có hai căn nhà gồm nhà dân và một nhà kho bị ảnh hưởng. Thời điểm trên, tất cả người trong căn nhà phía trên ta luy đã kịp sơ tán trước đó. Bên dưới nhà kho không có người. Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền đã yêu cầu các hộ dân di dời khỏi hiện trường cơ quan chức năng đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực đường tỉnh lộ 177. Tiểu mục chuyện ngày mới. Thưa quý vị, từ chối những lời mời hấp dẫn từ các bệnh viện lớn và một cuộc sống ổn định tại Nhật Bản, giáo sư bác sĩ chuyên khoa mắt người Nhật Bản Hastori Tadashi đã quyết định đến Việt Nam và gắn bó với bệnh nhân nghèo. Tại Thừa Thiên Huế, ông chính là người đặt nền móng cho sự phát triển của ngành nhãn khoa tại địa phương. Vừa qua, ông Vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tôn vinh và trao tặng danh hiệu Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế vì những đóng góp cho sức khỏe nhân dân và quá trình phát triển y học nhãn khoa tại địa phương. Chuyện về bác sĩ người Nhật và hành trình mang lại ánh sáng cho hàng chục ngàn người Việt Nam cũng là câu chuyện ý nghĩa mà tiểu mục chuyện ngày mới hôm nay xin được chia sẻ đến quý vị. Giáo sư Hastori Tadashi là giám đốc điều hành tổ chức phòng chống mù loà châu Á, một bác sĩ phẫu thuật điều trị các bệnh về đáy mắt, thủy tinh thể hàng đầu thế giới. Với những thành tích ấn tượng này, giáo sư có thể dễ dàng sở hữu một cuộc sống ổn định, thu nhập tốt tại quê hương Nhật Bản. Vậy nhưng, ông đã quyết định đi theo một con đường khác, khó khăn nhưng đầy ý nghĩa, đó là mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo tại Việt Nam. Giáo sư bác sĩ Hastori Tadashi chia sẻ. <laughs> Thật đau lòng khi thấy nhiều bệnh nhân mất đi một mắt từ lâu, chỉ khi mắt còn lại bị bong bóng mạng hay không thể nhìn thấy thì họ mới đến bệnh viện. Có trường hợp bắt buộc phải phẫu thuật, nhưng họ nhất quyết trở về vì không có tiền tiêu trị. Chỉ. chỉ vì thiếu vật tư, thiết bị phẫu thuật, nhiều người dân đã phải sống trong bóng tối mãi mãi. Điều đó khiến tôi sử dụng thôi và quyết định dành hết số tiền tích có mùa nhà để sang Việt Nam và hiện phố. Điều và quyết định có mùa nhà để Rõ ràng hàng chục năm trời, các chuyến đi thiện nguyện trên khắp Việt Nam đã bào mòn dần nguồn tiền tiết kiệm. Nhưng giáo sư Hastori Tadashi vẫn kiên trì đưa vật tư thiết bị y tế vượt núi xa, tranh thủ những giấc ngủ bữa cơm vội để tìm lại ánh sáng cho bà con khó khăn nơi vùng xa. Bệnh nhân Nguyễn Thị Như vô cùng cảm khích. Hai vợ chồng tôi rất cảm ơn được mộ mặt để khỏi chuông dự hội GP nhiều tiền. Cảm ơn người Nhật, cảm ơn người Việt Nam mình. Một mặt để cho trang mặt để cháu ni nhìn lại. Bà Trần Thị Hoài Trâm, Bí thư huyện ủy Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế nói: Thì "Việc này có ý nghĩa rất quan trọng để hỗ trợ cho bà con trong việc uh, uh, kiểm tra sức khỏe cũng như là cái uh, bảo vệ cái đôi mắt của mình trong cái cái thời gian tới. Từ một trung tâm mắt Huế có quy mô nhỏ, cơ sở vật chất chưa hoàn thiện, thiếu thốn trang thiết bị, đội ngũ bác sĩ khó có điều kiện học hỏi, tiếp nhận các kỹ thuật cao thì nay bệnh viện mắt Huế đã trở thành một trong những cơ sở nhãn khoa hàng đầu cả nước. Thành quả này có được từ những hỗ trợ máy móc hiện đại và sự chuyển giao kỹ thuật tiên tiến của giáo sư Hasturi Tadashi đến đội ngũ bác sĩ bệnh viện. Ông Phạm Minh Trường, nguyên giám đốc bệnh viện mắt Huế cho biết sự hỗ trợ của giáo sư Tarasi Hatri đối với bệnh viện mắt Huế thì phải nói là rất là to lớn, và rất là hiệu quả và bác sĩ cũng đã chuyển giao trước tiên thì là chuyển giao cái kỹ thuật về mổ phaco cho các bác sĩ ở bệnh viện mắt Huế, dần dần thì chuyển giao những cái kỹ thuật rất là cao cấp hơn như là kỹ thuật về dịch kính, võng mạc mà trước trước nay thì ở Huế chưa giải quyết được là bệnh nhân phải đi Hà Nội hoặc đi Sài Gòn nhưng mà cho đến nay thì bệnh viện mắt Huế có thể tự tin để giải quyết được hầu hết các cái bệnh về mắt cho nhân dân trên địa bàn. Giáo sư bác sĩ Hastori không chỉ là tấm gương sáng cho đội ngũ y bác sĩ nhãn khoa xứ Huế mà còn là người gieo niềm tin, hy vọng trong mỗi người dân mù lòa bằng tấm lòng dân hậu và sự tận tâm của mình. Và sự tận tâm của mình. Ông đến Việt Nam công tác vào năm 2002. Tình yêu và niềm vui cho bệnh nhân nghèo Việt Nam khiến chuyến công tác dài đến nay chưa kết thúc. Giáo sư bác sĩ Hastori Tadashi nói thêm. Chuyến đi đến Việt Nam dự định kéo dài 3 tháng vào năm 2002 của tôi đã được kéo dài hơn 22 năm qua. Và đây nó vẫn đang và sẽ được tiếp tục. Chuyến đi lấy đi của tôi nhiều thứ như ban lại ánh sáng cho hàng chục người dân. Đó là động lực vô giá khiến tôi quyết định gia hạn vô thời hạn đối với chuyến đi này. Vì những cống hiến và đóng góp lớn lao của ông, Chủ tịch nước đã trao tặng giáo sư bác sĩ Hastori Tadashi huy chương hữu nghị, Bộ Y tế trao tặng kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, tôn vinh ông là công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo giáo sư Hattori Tadashi, chuyến đi đến Việt Nam dự định kéo dài 3 tháng vào năm 2002 của ông đã được kéo dài hơn 20 năm qua, và đến nay nó vẫn đang và sẽ tiếp tục được gia hạn. Chuyến đi đó lấy đi của ông nhiều thứ, nhưng mang lại ánh sáng cho hơn 60.000 người dân và tạo nên nền y học nhãn khoa tiến bộ vượt bậc cho giải đất hình chữ S. Bằng sự đồng hành hướng dẫn tận tâm của mình, ông là tấm gương sáng động lực cho đội ngũ y bác sĩ nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Và thưa quý vị, câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa, cảm Tố và Ngự Bình xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình còn bây giờ chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại